Có một nghịch lý rất kỳ lạ của thế giới hiện đại. Thứ nhỏ nhất, mỏng nhất, khó nhìn thấy nhất lại chính là thứ đắt đỏ, quyền lực và đáng sợ nhất. Đó chính là con chip bán dẫn. Một con chip có thể bé hơn móng tay, mỏng hơn tờ giấy, nhẹ đến mức rơi xuống đất cũng không nghe thấy tiếng. Nhưng giá trị của nó có thể ngang cây vàng, thậm chí là nhiều cây vàng và quyết định số phận của cả một ngành công nghiệp, một nền kinh tế hay thậm chí là cán cân quyền lực toàn cầu. Vì sao chip lại đắt như vậy? Ai là người nghĩ ra nó? Nó được tạo ra như thế nào? Và vì sao chỉ có một vài quốc gia làm được chip máy tính mà thôi? Con chip, nó là sản phẩm của nỗi tuyệt vọng của chiến tranh lạnh và của việc con người không thể tiếp tục hàn dây điện bằng tay nữa. Quá phức tạp và mất thời gian. Sau Thế chiến thứ hai, thế giới bước vào kỷ nguyên điện tử. Radar, máy tính, hệ thống liên lạc quân sự, tất cả đều cần mạch điện. Nhưng vấn đề là mạch điện lúc đó được tạo ra bằng cách hàn từng linh kiện rời rạc. Càng phức tạp thì càng to, càng nặng và càng dễ hỏng. Quân đội Mỹ nhận ra một điều rất nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục làm như vậy, máy móc sẽ to hơn cả cái xe tải, mà độ tin cậy thì cũng rất hên xui. Trong bối cảnh đó, năm 1958, một kỹ sư có tên là Jack Kirby đã nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Tại sao không nhét tất cả linh kiện vào cùng một miếng vật liệu? Ông thử nghiệm và tạo ra mạch tích hợp đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Nó thô sơ, xấu xí, hoạt động chập chờn, nhưng nó chứng minh được một điều: có thể thu nhỏ cả một mạch điện vào một khối duy nhất. Gần như cùng lúc đó, một người khác có tên là Robert Noyce đi xa hơn. Ông không chỉ nghĩ đến việc làm được, mà nghĩ ngay đến việc sản xuất hàng loạt. Và Robert đã chọn silicon làm nền tảng, phát triển phương pháp sản xuất phù hợp với công nghệ. Sau này, ông đồng sáng lập Intel, cái tên gắn liền với máy tính cá nhân suốt nhiều thập kỷ. Từ khi đó, thế giới bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của chip. Vậy chip, thực chất nó là cái gì? Nói cho dễ hình dung, chip là một bộ não điện tử bị ép phẳng. Nếu não người có hàng chục tỷ neuron thì chip hiện đại cũng có hàng chục tỷ transistor. Transistor được hiểu là những công tắc điện siêu nhỏ, nhỏ đến mức mắt người không nhìn thấy, nhưng lại là nền móng của toàn bộ thế giới điện tử hiện đại. Nếu không có transistor, sẽ không có điện thoại, máy tính, internet, AI, vệ tinh, tên lửa hay mạng xã hội bạn đang dùng mỗi ngày. Mỗi transistor là một công tắc cực nhỏ, bật, tắt hàng tỷ lần mỗi giây. Khi hàng tỷ công tắc đó phối hợp với nhau, chúng tạo thành phép toán, hình ảnh, âm thanh, trí tuệ nhân tạo và toàn bộ thế giới số mà bạn đang sống ở trong đó. Điều khó tin là tất cả những thứ đó nằm gọn trên một miếng silicon mỏng. Kích thước của mỗi transistor ngày nay được đo bằng nanomet. Để dễ hình dung, một sợi tóc người dài khoảng 70.000 cho đến 80.000 nanomet. Nghĩa là trên bề ngang của một sợi tóc, người ta có thể nhét hàng chục nghìn transistor. Con chip không chỉ nhỏ, nó cực kỳ chính xác. Chỉ cần một lỗi nhỏ ở cấp độ nguyên tử, cả con chip có thể trở thành một thứ vứt đi. Thế nên làm nó cũng rất khó. Nếu bạn nghĩ làm chip giống như đúc tiền, ép nhựa là in 3D thì không. Làm chip giống vẽ tranh bằng ánh sáng, nhưng ở cấp độ mà mắt người không bao giờ nhìn thấy. Mọi thứ bắt đầu từ cát. Cát được tinh luyện để lấy silicon. Nhưng silicon này không phải là loại thường. Nó phải tinh khiết đến mức 99,999999999%. Chỉ một nguyên tử lạc đúng chỗ cũng có thể phá hỏng cả cấu trúc điện tử. Silicon tinh khiết được nấu chảy, kéo thành tinh thể, rồi cắt thành những đĩa tròn gọi là wafer. Mỗi wafer có thể chứa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con chip. Sau đó là công đoạn quan trọng nhất, quang khắc. Đây là nơi con chip thực sự được vẽ. Người ta phủ lên wafer một lớp vật liệu nhạy sáng, rồi dùng ánh sáng cực tím chiếu qua một mặt nạ siêu phức tạp để khắc từng lớp mạch. Một con chip hiện đại có thể phải trải qua hàng trăm lớp khắc, mỗi lớp khắc chính xác đến từng nanomet. Và để làm được điều này, cần những cỗ máy trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, máy quang khắc, thứ dùng ánh sáng cực tím cực ngắn, hiện nay gần như chỉ một công ty trên thế giới làm được, đó là ASML của Hà Lan. Không có ASML, sẽ không có chip tiên tiến. Cuối cùng, wafer sẽ được cắt ra thành từng con chip riêng lẻ, đóng gói, kiểm tra và thử nghiệm. Rất nhiều chip sẽ bị loại bỏ vì lỗi. Càng chip mạnh, tỷ lệ lỗi càng cao, và đó là một phần lý do khiến chip cao cấp thì cực kỳ đắt. Có một sự thật nghe rất ngược đời nhưng lại đúng tuyệt đối trong ngành bán dẫn. Giá của con chip gần như không nằm ở vật liệu, mà nằm ở tri thức, kinh nghiệm và mức độ chịu chơi của cả một quốc gia. Miếng silicon làm chip, nếu cân lên, thậm chí còn rẻ hơn miếng thịt ở ngoài chợ. Nhưng thứ khiến giá chip đội lên mức trên trời là toàn bộ những gì con người phải đánh đổi để biến miếng silicon đó thành một bộ não điện tử hoạt động ổn định. Trước hết là câu chuyện về tiền. Một nhà máy sản xuất chip hiện đại không giống một nhà máy may mặc hay là lắp ráp điện thoại. Đây là loại công trình mà chỉ cần nghe con số đã đủ choáng. Con số thường dao động từ 20 đến 30 tỷ đô la Mỹ. Và đó mới chỉ là tiền xây dựng ban đầu. Bên trong nhà máy là hàng nghìn cỗ máy cực kỳ tinh vi,
mỗi chiếc có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đô la Mỹ. Đáng sợ hơn là xây xong chưa chắc đã làm ra chip tốt. Có những quốc gia đổ tiền xây những nhà máy, nhưng nhiều năm sau vẫn loay hoay với tỷ lệ lỗi cao, chip làm ra không đạt chuẩn thương mại. Lý do là vì chip không phải là thứ mua công thức về là làm được. Đằng sau một con chip tốt là hàng nghìn trình độ kỹ sư cao. Những nhóm nghiên cứu làm việc liên tục suốt hàng chục năm là những bí quyết tích lũy qua vô số lần thất bại. Trong ngành này, kinh nghiệm không thể nhảy cóc. Bạn không thể bỏ qua 20 năm thử sai sửa mà đi thẳng đến đỉnh cao của công nghệ. Mỗi thế hệ chip làm kết quả của hàng triệu giờ thử nghiệm, tinh chỉnh và chấp nhận vứt bỏ không biết bao nhiêu sản phẩm bị lỗi. Chưa hết, môi trường sản xuất chip thuộc vào loại khắc nghiệt bậc nhất mà con người từng tạo ra. Phòng sạch trong nhà máy chip sạch hơn cả phòng mổ trong bệnh viện. Không khí được lọc liên tục, nhiệt độ và độ ẩm kiểm soát đến mức gần như tuyệt đối. Chỉ cần một hạt bụi nhỏ, nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy, cũng đủ làm hỏng cả mạch điện có kích thước nanomet. Con người bước vào khu vực sản xuất phải mặc đồ kín từ đầu đến chân, đeo khẩu trang, găng tay, trông chẳng khác gì phi hành gia chuẩn bị ra ngoài không gian. Ở đó con người không phải là trung tâm mà chỉ là nguồn rủi ro tiềm ẩn vì mang theo bụi và vi khuẩn. Nhưng yếu tố khiến giá chip leo thang nhanh nhất chính là cuộc đua thu nhỏ transistor. Trên lý thuyết nghe rất đơn giản, ví dụ 28 nanomet xuống 7 nanomet, tức là nhỏ đi khoảng 4 lần. Nhưng thực tế độ khó không tăng lên 4 lần mà tăng hàng chục, thậm chí là hàng trăm lần. Khi transistor nhỏ đến mức chỉ còn vài chục nguyên tử, vật lý cổ điển bắt đầu bó tay. Các hiện tượng lượng tử gây ra vô số những vấn đề, dòng điện rò rỉ, nhiễu, mất ổn định. Lúc này, chip không chỉ là kỹ thuật mà là đánh cược với giới hạn của tự nhiên. Thế nên trên thế giới chỉ có một vài nơi làm được chip, một vài nước làm được chip. Ở đỉnh kim tự tháp đó hiện nay chỉ có một vài cái tên quen thuộc. Đây là những đơn vị có khả năng đi đến những tiến trình công nghệ nhỏ nhất, nơi transistor được đo bằng nanomet và sai số gần như bằng không. Phần còn lại của thế giới, dù rất đông, chủ yếu đứng ở các tầng thấp hơn của kim tự tháp chip. Họ làm chip trung bình, chip cũ hoặc chỉ tham gia vào các khâu như là lắp ráp, đóng gói và kiểm tra. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là điều này không phải vì họ kém thông minh hay thiếu nỗ lực. Rào cản trong ngành chip cao đến mức nếu bạn đến sau, bạn phải phỏ tiền ra nhiều hơn rất nhiều chỉ để đứng ngang hàng, chứ chưa nói đến vượt lên. Ngành chip không cho phép đi tắt đón đầu. Bạn không thể nói rằng hôm nay tôi quyết tâm, ngày mai tôi mua máy tốt nhất và năm sau tôi đã làm được chip. Không có chuyện đó, phải đi từ những tiến trình cũ, học cách kiểm soát sai số, xây dựng đội ngũ, tích lũy dữ liệu, rồi từng bước tiến lên. Con đường này thường kéo dài vài chục năm và trong suốt thời gian đó, những người đang ở đỉnh kim tự tháp không đứng yên. Họ tiếp tục đầu tư, tiếp tục cải tiến, tiếp tục kéo giãn khoảng cách. Chính vì vậy, chip trở thành một lĩnh vực vừa mang tính công nghệ, vừa mang tính địa chính trị. Một quốc gia không chỉ cần tiền mà còn cần thời gian, sự ổn định, chính sách nhất quán và cả một hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ phía sau. Khi hội tụ đủ những điều đó, họ mới có cơ hội bước lên những bậc cao hơn của kim tự tháp chip. Còn nếu thiếu chỉ một mắt xích, toàn bộ quá trình có thể chững lại trong nhiều năm. Hiện nay, chip là vũ khí chiến lược của thế kỷ 21. Chip không chỉ nằm trong điện thoại hay máy tính, nó nằm ở trong cả xe tăng, máy bay, vệ tinh, radar, trí tuệ nhân tạo và mọi hệ thống quân sự hiện đại. Ai kiểm soát được chip, người đó kiểm soát được tốc độ phát triển của xã hội. Đó là lý do vì sao chip trở thành tâm điểm của căng thẳng địa chính trị, đặc biệt giữa các cường quốc. Một nhà máy chip ngừng hoạt động không chỉ khiến điện thoại khan hàng, nó có thể làm tê liệt ngành ô tô, làm chậm AI, làm ảnh hưởng đến an ninh của cả một quốc gia. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.